Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Má Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp ha. Địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Em ở xéo Bách Có Xanh ha. Và em thì chuyên về máy cắt cỏ Nhật Bãi nha mấy anh. Đó, mấy anh cần máy cắt cỏ cực Nhật Bãi thì cứ liên hệ với em. Zalo và số thì liên hệ qua đây 0913136620 nha. Số này có Zalo, mấy nếu mấy anh điện cái này mà kẹt số mấy anh điện số trên giùm em 0858256356 ha. Đó, em nói thì nhanh mấy anh chụp cái bản lại. Cái số dưới thì có Zalo nha, Zalo là Mai Thị Thanh Chị. Rồi bên em thì chuyên máy cắt cỏ ha, nhận ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc và thời gian đi hàng thì trong vòng 7 ngày. Gần thì sớm thì bưu tá sẽ giao sớm, còn mà xa thì 7 ngày nếu mấy anh không nhận được hàng mấy anh điện cho em. Bên em được xem hàng nổ máy trước khi nhận. Đặc biệt em không có lấy cọc ha. Thành ra khi mà mình xem cho kỹ cái nào thật sự phù hợp mình hãy chốt đơn nha mấy anh. Chứ chốt xong rồi điện không nghe máy thì rất nói chung rất là phức tạp, đi về nó rất là cực. Rồi kèm theo 6 món phụ tùng là có dây đeo nè, chắn cỏ, tiếp mở bugi, lục giác 4, đĩa dài và một cái ổ phát cước ha. Đó, mấy anh không lấy đĩa dài, em leo cước thì nói em cho đĩa tròn. Cái này là nhớt 2 thì ha, bình này 1 lít 100 ngàn. Tỷ lệ xăng pha với nhớt là 1 lít xăng, mấy anh pha dùm em 40 hoặc 50cc nhớt 2 thì nha. Đó, mấy anh mua máy mua nhớt theo thì em bao ship nha mấy anh ha. Thì mình mua nhớt theo đi mình thử cho nó nhanh gọn lẹ. Đó, rồi hôm nay em vô chủ đề cái bản nhanh thì em qua đây quay máy cho mình lại hết nè. Hôm nay em lên chữ T, 13 máy nha. Đó, 1 triệu 3 một cây trở lên ha. Con máy hôm nay quá đẹp mấy anh ơi. Nhớ cho em xin nút đăng ký kênh kèm một nút like nha. Ha, share cho em, cảm ơn mấy anh trước. Đó, hôm nay lên 13 cây có một cây đeo lưng Echo 260 có trợ lực ha. Cái vàng dưới thì là khủng long bảo chúa nha em anh. Kyogit 360, công suất 36cc, nòng 38 ly, ga bóp ha, công tắc trên ghi đông. Cái cây này nữa là cây Maru tôm gời ốc 7 màu có trợ lực ha, đẹp như đập hùng luôn. Mitsu tên là 261 tôm gời tôm nhôm ha. Rồi Kyogit chế 2 kim tôm liền tôm nhôm. Maru Yanma có ga bóp zin 26cc có trợ lực ha. Mitsubishi tên là 23cc tôm nhôm tôm gời. Nativo màu cam phối màu đen, đẹp như là ngọc trinh luôn. Tanaka 2 chống đó, Maru tôm liền tôm nhựa ga bóp zin ha. Cái này phải nói là cái thùng nó bị gách rồi, và có thể là ở bển là cây máy này nó đã chưa xài nữa thì Nhật nó quên nó điện về đây luôn nha anh, còn thiếu sót lớn cho cây Maru này, hàng đáng sưu tầm. Echo 240 ga bóp zin Ryobi chạy động cơ của Komatsu kiên người vô chổng dẫn chỗ Ryobi chạy động cơ của Komatsu tôm liền tôm nhựa ha. Maru Yanma tôm liền tôm nhựa ga bóp zin đó, cây đeo lưng tôm nhôm tôm gài ha, đẹp xuất sắc luôn nha mấy anh. Rồi trong những cái siêu dài người mẫu chân dài này thì mấy anh chọn cây nào mấy anh nhớ điện thoại cho em là 0913136620 nha, để em tư vấn cho mình một cách nhanh nhất. Còn không thì mấy anh chốt đơn mấy anh nhớ điện vô hotline hoặc kết bạn Zalo, mấy anh đừng có cho địa chỉ trên YouTube, cho địa chỉ trên đó là bên đây không thấy, không hiểu tại sao nó chặn mất tiêu rồi, không thấy địa chỉ không thấy điện thoại trên YouTube luôn đó. Cho nên là mấy anh xem cho nghe kỹ những gì em nói rồi mình hả chốt đơn nha. Rồi bây giờ em vô cây T1 đầu tiên, Nativo. Rồi dừng lại. Thằng này nó có trợ lực lò xo nha em anh, kéo phát vuông về là tự nhả và nhảy nổ ha. 23cc 32 ly. Cái tem màu cam sẹt tông giá màu cam luôn, quá đẹp nha em anh. Xuất sắc. Đó. Chế one bro ha, one bro chế 2 kim nha. Bình xăng lớn zin. Đó, quá đẹp luôn. Rồi cái tem nó còn luôn nha em anh. Tum liền tum nhựa giùm em. Đâu à? Rồi mấy anh chốt cái này nhớ giùm em T1 32 ly 1 triệu 3 nha mấy anh. Ga gạt xuống ha. Tắt nè, mở nha. Để ý giùm em mấy máy giật quà không nổ, để ý giùm em vấn đề đó. Đầu bờ zin, chắn cỏ thì chắn cỏ mới nha. Tay trái thì tay lệch nha em anh. Rồi cái máy có 1 triệu 3 mà xài chế 2 kim chế zin luôn, đáng mua để đáng xài, đáng sưu tầm ha. Ốc cùm trắng tư luôn nha em anh. Quá trời cái máy này nó đẹp luôn. Này là áo zin đó nha ha. Nè, anh nhìn là biết áo zin này. Chứ đây em cũng không có áo mới này đâu. Đó. Cái máy này tầm 5 kg trở về ha. Thấy cái áo nó đổ cách nhiệt chứ cái xác nó cũng nhỏ xíu à, chứ không có nặng đâu. T1 triệu 3. Em sang T2. Tanaka 2 chống. Có trợ lực.
trợ lực ha, giật siêu nhẹ đó. Mấy bác nào muốn kiếm máy về cắt cỏ mà giải trí đồ nghỉ hưu rồi cắt máy đang mình vận động tay chân, mình chọn hệ này giùm em. Thứ nhất là trợ lực, thứ hai là chế One Pro le đỏ tự động, đóng le lên gạt thì nhảy mở le luôn ha. Đó, bình xăng lớn zin trắng tư luôn, đặc biệt có chân chống, bình xăng lớn mình không chạm đất ha em. Đó, chế này rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Tâm liền tâm nhựa nha, công tắc zin. Rất là nhẹ cho cái dòng máy này luôn, hai tay cầm ra giữ ha. Trắng cỏ zin đầu bò zin. Cái trắng cỏ nó hợp tông với màu sạc tông với màu áo luôn ha em. 1,5 triệu nha. T2 1,5 triệu nha. Quá đã cho cây Tanaka hai chống này luôn. 1,5 triệu cho T2. Em sang T3 là Maru Yanma bị gách cái thùng. Gia đình nghe em anh là cắt cỏ nhỏ, cỏ mỏng, cỏ mà bằng ngón tay cái, ngón trò cái, với điều kiện cắt lưỡi cắt giùm em ha, bao đứt. Đây, hôm nay em sẽ không có bị phạm lỗi là bị làm đứt cái tem này nữa, em sẽ nhẹ nhàng như nó. Đó, bình xăng lớn zin nè em anh. Ốc trắng tư luôn. Trời quá trời cái này đẹp mấy anh ơi. Em ngoài mà em nhìn cùng ơi ly chứ đừng. Đó, tum liền tum nhựa, công tắc zin nha. Ga bóp zin theo máy luôn, hai tay cầm ha. Đó, trắng cỏ zin đầu bò zin, lát rồi zin luôn, quá trời cái này đẹp. Đây là cái lợi thế cho những anh nào mà đang theo dõi kênh của em, và đặc biệt là đăng ký kênh ha. Siêu tầm máy mà vừa cắt cỏ mà là mua máy về làm của nè. Đó, đây, lắp dập Made in Japan, thun nè. Nhìn cái thun bình xăng lớn là biết nó xài không có bao nhiêu à. Quá trời cái này đẹp mấy anh ơi. 1,6 triệu cho T3 ha, 30 ly. 1,6 triệu 20cc nha. Đó, mình nghe tiếng máy mà mấy anh nào không gành thì mấy anh cứ điện cho em tư vấn cho ha. Để thấy cái máy quá chốt đã vậy. Em ơi máy nhỏ quá. Cái đó là tại mấy anh chứ không phải tại em ha. Bây giờ mình đặt máy mình xem cho kỹ nha. Chốt đi mà màu xanh thì nhớ giùm em T3 1,6 triệu nha em anh. T4 Echo 24cc. Rồi, Echo 24cc này là Echo đề cao nha em ha. Chế ga ngang ha, bình xăng lớn zin. Đề cao chảy cái vô khói là biết nghe là đề cao rồi. Tum liền tum nhựa giùm em. 24cc 32 ly. Em này chỉ có 1,5 triệu 50 ngàn thôi ha. Đó. Nè, tay trái thì tay lệch ha, hai tay cầm nha. Ga bóp zin, công tắc trên ghi đông. Đầu bò zin theo máy ha. Lắp đồ zin hết. Đó, xịn sò cho cái Echo này luôn ha. Máy này cũng rất là đẹp nha. Đó, bình xăng lớn này thì lúc nào cũng zin, cái này không có bình xăng mới đâu. 1,5 triệu 50 ngàn cho T4, bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Em sang T5 Ryobi. Gọn nhẹ nhất hệ mặt trời, hệ Ryobi chạy động cơ của Komatsu. Thứ nhất là chụp giật có trợ lực lò xo. Thứ hai là chế One Pro le đỏ tự động ha. Gọn nhẹ chạy siêu bốc siêu khỏe nha. Lốc máy này trắng tư luôn ha. Bình xăng lớn zin. Tum liền tum nhựa, một màu vàng quá đẹp, quá sạch sẽ. 1,6 triệu cho T5 nha em anh. 32 ly. Công suất là 22cc ha. Đó, lắp còn tem luôn, đầu bò zin trắng cỏ zin ha. Đó. Ga hệ này lúc nào cũng gặp lên gặp xuống nha, công tắc máy chát luôn nha mấy anh. Ryobi đó, chế này rất là tiết kiệm xăng mà le đỏ tự động luôn ha. Này em đang thẳng ga thì sẽ đóng le không được đó, không thẳng ga thì đóng le được đó. 1,6 triệu cho T5. Rồi em sang T6 Maru Yanma. Anh em ngày bán hơi bị chạy á. Ga bóp quá sướng. Chị nào cho đi kiểm tra công tắc cho kỹ nha. Ha, cái cây này thì 23cc 32 ly. Ốc trắng tư luôn. Hôm qua em lên cây này 2-3 khách chốt. Anh nào chốt vụt hôm nay mình tranh thủ chốt lại nha mấy anh. Và cây này hôm nay nó sẽ chênh lệch cây hôm qua 50 ngàn. Bình xăng lớn nó trắng hơn ha. Chế thì chế zin. One Pro ga ngang ha.
tôm liền, tôm nhựa giùm em. Con tắt zin bên đây. Cái máy này nè anh, cái mẫu này nó rất là sạch. Mà nhìn nó men lắm, nó khỏe, nhìn cái mẫu nó mà rất là sạch. Rồi thêm cái nữa là ga bóp zin ha, cho nên khách cực kỳ là chuộng. Lắp tem còn luôn, trắng cỏ zin đầu ngoài zin ha. Chịu 650.000 cho tới 6 giùm em. Cái hệ Maru này xài rất sướng ở chỗ là rất là tiết kiệm xăng. Nhiều khi mình chạy mình mệt chứ máy nó không hết xăng nha em. Hung mình xăng lớn còn luôn ha. Đây, ồ đã quá đã cho cây này luôn nha em. Xịn sò luôn rồi, tới 6 1.650.000. Rồi em sang tê 7. Mitsu tên là 23. Mitsu tên là 23 là xài bao sướng nha. Cái hệ này á, là mình có thể đấu xịt thuốc cho cái bình 25 lít nha mấy anh. Là mấy anh chỉ đưa vô bắt ốc vô là xài thôi. Nó rất là tiện ha. Ví dụ như về mình cắt cỏ thì mình để nguyên cây như vậy. Còn mình không cắt cỏ thì mình tháo cái đầu rồi mình lắp xịt thuốc. Đó, cái cỏ mọc nhiều quá mình lấy cái đầu rồi mình lắp vô cái lắp cắt cỏ nữa. Sướng là chỗ đó ha. Nghĩa là cái máy này một công đâu chuyện đó. Chế hai kim ra ngang ha. Lóc dập made in Japan. Mà cái chế này xài rất là tiết kiệm xăng nha mấy anh. Bình xăng lớn zin ha. Hệ Mitsu này 23 nha, tum nhôm, tum gợi giùm em. Có chân trống nữa nè ha. 1.800.000 cho tay 7 ha, 31 ly. Hai tay cầm. Ra xuống nè, không tắt trên ghi đồng. Trắng cỏ zin đầu bòi zin ha. Có thông số nữa nè nha mấy anh. Đó. Cái máy này nhìn nó rất là liền lạc. Rồi tay 7 1.800.000. Em sang tay 8 Maru Yanma. Lấy cái cây dít đây, cây anh tiên nhỏ. Maru Yanma 26cc nồng 34 ly hết anh. Chụp giật trợ lực ha. Trợ lực này trợ lực chả nha, mình kéo về nó tự chả và nhẹ nổ, nói chung là máy có trợ lực thì nó nhẹ giật đó. Mấy anh đóng le thì đẩy lên gì giùm em, còn mở le thì đẩy lên gì để cho máy nó thông gió và nó nổ ha. Nó chạy ha. Chế thì quanh rồ rồ ra ngang nha. Tum liền tum nhựa giùm em. Đó. Con tắt nè. Mở nè. Cây này 1.800.000 cho T8 em anh. Hai tay cầm, ra bóp zin. Trắng cỏ zin đầu bò zin nha. Cái đầu bò này có chén ốc ngược chống ngọn đầu ốc chống bóng cỏ em anh. Đó. Máy quá ngon. Rồi T8. 1.800.000 ha, vừa trợ lực vừa có ga bóp luôn. Đó. Rồi em sang T9. T9 là Qvis 26. Hệ Qvis này ưu điểm đầu tiên là 26cc là mình đập cước ngon lành rồi đó. Cái ưu điểm thứ hai là chụp giật trợ lực ha. Kéo khóa buông về là tự trả và nhảy nổ ha. Chế hai kim ga ngang. Chế này rất là tiết kiệm xăng và dễ chỉnh luôn. Bình xăng lớn zin ha. À, hệ Qvis mà những hệ này trợ lực thì rất là ít. Mà được trợ lực đẹp thì thường chế nó biết tông ga là nhiều ha. Đó. 2.100.000 cho T9 nha em anh. Tum nhôm tum liền giùm em. Hai tay cầm ga giữ công tắc trên ghi đông. Bật xuống là tắt, bật lên là mở ha. Trắng cỏ zin đầu bò zin nha. Là có cái chân trống luôn ha. Đó, hệ Qvis này rất là dễ xài, rất là lợi xăng, rất là bền. Rồi T9 2.1. Em sang T10. Mitsu tên là 261 ha.
1661. Đó, bình xăng lớn gì. Đó, máy quá sáng quá đẹp ha. Máy này chạy rất là bền nha. Bền mà rất là khỏe. Mấy anh là xài kỹ đi vài năm không là cái hề hấn gì về máy. Đó, kỹ là sao mấy anh pha đúng công thức xăng duy nhất. Xài rất là bền, rất là khỏe cái vấn đề chỗ đó. Đó chế hai kim ra ngang ha. Hôm nay chế hai kim nhiều quá. Lốc nhập Made in Japan. Mỗi lần những cộng hơi này là 10. Tim nhôm, tim rời giùm em ha. Nó có cái model tên là 261 này nha mấy anh. À, có chân trống luôn ha. Ốc 7 màu luôn. 2.3 cho T10 giùm em. Hai tay cầm ra giữ ha. Đó, công tắc trên ghi đông. Đầu bò kim ha. Đó. Đó. Thì cái này mình có thể tháo đầu máy xịt thuốc này giống như cái Mitsu 23 nãy ha. Mà này 26 nó khỏe hơn, nó lớn hơn cho nên nó 2.3 nha. Rồi em sang T11. Maru Yanma 32cc nòng 38 ly. Mà theo dõi kênh thì mình tranh thủ chốt cây này đi, chứ em thấy tình hình là cây này khách chốt rất là nhiều, tại vì máy to mà có trợ lực hết anh, mà lâu lâu mới được cây máy đẹp như vậy ha. Đáng mua về để xài phát cỏ, đáng mua về để sưu tầm luôn. Bình xăng lớn zin nè, trắng rất là đẹp, trợ lực giật rất nhẹ luôn ha. Chế quanh pro trợ ra ngang một kim hết sức, cái chế nó đẹp, chế nó sáng. Áo đồ zin hết tinh nhôm tinh gời, mà tinh nhôm ốc 7 màu luôn. Tắt nè, mở nè, mấy anh xem mà cây máy này em bán vừa túi tiện, mấy anh cho em nút like nha. Đó, hai tay cầm nè, ra giữ, trời ốc nó nè, quá trời đẹp cái cầm nó luôn mấy anh ơi. Chấn cỡ zin, đầu bò zin ha. 2.5 triệu nha. Lốc dập Made in Japan nè, cái lốc nè. Không có chê vào đâu được, chắc thun bình xăng lớn còn luôn. Quá đẹp, T11 2.5 triệu nha. Em sang T12 Kyujik 360 nha. Máy này hơi bị máy bự nha mày. Cái xả cò mà mày giật ra lại. Cái máy này giật nó cũng nhẹ hiều hơn nha mấy anh. Do nó có xả cò ha. Xả cò nó giống như trợ lực vậy, mà phiên bản này phiên bản đời sau, còn trợ lực thì xả cò là phiên bản đời đầu, còn trợ lực là phiên bản đời sau vậy đó. Đó, kéo vào nó rất là nhẹ nhàng luôn. Em cầm tay trái em kéo nó mấy anh ha. Đó. Và đặc biệt là bình xăng con nó chạy với tông ga ha. Chế này chế zin nha. Nhưng bởi vì khi mà mình lên ga mấy anh lên từ từ để khi cho nó qua xăng. Chừng nào mà tầm mà 1 phút nó qua xăng là mình lên hết ga là chuyện bình thường, nhẹ nhàng đó. Cái này là đóng le nhiệt máy ha, mở le quá đẹp, tim nhôm tim liền giùm em ha. Có chân trống, nói chung hệ này lên cũng khách chốt rất là lẹ ha, tại vì 36cc 38 ly, cho nên là khách rất là chuộng những dòng máy lớn như thế này. Đây ga bóp zin công tắc nè, bật xuống là tắt, bật lên là mở ha. Chắn cỏ zin, đầu gọi zin theo máy nha. 2.9 triệu cho T12 giùm em nha mấy anh, máy cồ máy đại ha. Đó. Rồi, cái này có xả cò giật rất nhẹ ha. T12 2.9. Cuối cùng là cây đeo lưng Kyujik 260. Cái này giật rồi để lại cho chị nha. Đeo khác, chị chồng khác. Rồi T13 nha mấy anh. Ưu điểm đầu tiên là chụp giật trợ lực ha. Chế với tông ga. Bình xăng lớn zin. Những cái đeo lưng đó nè. 2 triệu nha mấy anh. Nhật cái anh này ở nhà anh xã anh chế cũng hết sức là kỹ lưỡng luôn. Đó. Tum nhôm tum gợi giùm em ha. 260. Cái này nè, khi mà mấy anh cầm cái này mấy anh phát cỏ ha, mấy anh để cái cùi chỏ mình lên đây. Một tay cầm ha. Rồi cái tay kia thì cầm trên đây. Cái này nó rất là hay vô đó. Ga nè, công tắc nè. Cái này cầm cho tay phải ha. Cái này cầm cho tay trái và ngược lại ha. Đầu bò ghim. Quá trời, cái này xịn sò luôn. Có chén chống quăng cỏ luôn nha mấy anh. Rồi mấy anh chốt máy thì liên hệ giùm em ha. 0913 136620 nha. Chào và tạm biệt mấy anh. Hẹn gặp lại.